không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Cool whisky. Uống hết không? Chúng tôi uống cùng hết. Yên tâm đi Phoebe, chúng tôi đông người như vậy, một chai không đủ. Không đủ thì hai chai, uống whisky với soda hay là uống whisky? Được mà. Phải. Tới. Nè cô à, chúng tôi không có kêu. Cái này cố ý mời anh Summer uống. Mời á, không phải sáo đây đây. Khách sáo quá đi. Thì anh thường hay tới uống ở đây, lại còn đưa em về nhà, đương nhiên phải cảm ơn anh chứ. Ngồi chung xe taxi, chuyện nhỏ mà thôi. À phải, em đã đổi số điện thoại rồi. Khi nào rảnh gọi cho em. Được. Anh Summer, em hiểu rồi. Hiểu cái gì? Hèn gì lần nào anh cũng tới đây uống. Thì đương nhiên, anh ta không để ý tới soda hay là trà chanh. Điều quan trọng nhất là kha kha. Bắt đầu từ hồi nào, tại sao đưa số điện thoại cho anh? À, em không rảnh trả lời. Nè, em phải đi vệ sinh. Muốn kim cá trú hả? Đi sao? Bắt đầu từ hồi nào? Không trả lời quá. Đúng. Tin à. Tôi đi. Lại nữa. Chưa gì hết mà đã bỏ đi. Thì phải rồi, chưa gì đã bỏ đi. Tờ giấy báo giá bà đi đâu rồi? Ê, ở đây nè. Có phải là tờ này hay không? Đúng, đưa tôi coi. Phải, đúng là tờ báo giá của bà Đinh. Thôi, chị càng ngày càng hồ đồ. Ê, là chuyện bình thường. Nè, có hứng thú học khiêu vũ hả? Thôi, bận như vậy đâu có rảnh. Mấy cái hóa đơn này của bà Lý, người khách ở hội du thuyền đã để lại. Bà nói giáo sư rất khá. Có hứng thú hay không đi học chung? Để tôi suy nghĩ. Alo, chuyện gì Summer? Cái gì? Được, bye bye. Cái anh chàng Summer này, đâu có phải ngày đầu lắm ngoài trời, lại mang quên theo đồ. Đâu có ai rảnh mà mang cho ảnh. Để tôi mang giùm ảnh, hôm nay tôi không có hẹn với ai. Được, chị khai giỡn đi. Nè, anh quên kiến lọc ánh sáng, vô phòng giúp ảnh sẽ thấy để trên cái mâm, ok? Anh Kinh, kiến lọc sáng. Cảm ơn. Sâm ở đâu? Ở đằng kia kìa. Các người tới làm việc, tại sao Kaka lại ở đây? Ai biết cô đến làm gì? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Đừng có khóc nữa. Anh có thấy không? Làm như vậy thật là bất công đối với em. Em không có muốn bỏ qua, em không muốn chia cách. Đừng như vậy. Đôi lúc tình cảm không thể miễn cưỡng được. Đừng có khóc nữa. Nếu khóc sưng cặp mắt sẽ không đẹp đâu. Summer, mặt trời đã lặn rồi, có chụp nữa hay không? Tới liền. Bây giờ anh phải đi làm việc. Xong việc bàn tiếp có được không hả? Nhớ không được khóc nữa. Cô là Kaka, tôi là Mandy. Còn nhớ tôi hay không? Lần trước đã gặp ở Beer Buddy đó. Tôi nghĩ chắc họ còn chụp lâu lắm. Tôi với cô ra phía trước uống một ly cho vui. Các người gây gỗ với nhau. Bực trong người có việc nói ra, bực ở trong lòng sẽ không có tốt. Chúng ta đều là phụ nữ, tôi sẽ giúp cho cô. Anh không có lương tâm. Thứ hai tuần rồi là ngày kỷ niệm 30 ngày gặp nhau của hai đứa. Anh lại bỏ em chạy đi đá banh, coi có được hay không? Wow, anh ta làm vậy không có đúng. Cặp bồ 30 ngày, nghĩa là vừa chia tay kể như xong. Anh đó thiệt tệ hại, biết rõ là em giận ảnh, cũng không có chịu đến năn nỉ, coi như không có chuyện gì, có phải là quá đáng hay không? Quá ra hai người cặp bồ một tháng nay rồi, ngay cả chúng tôi cũng không biết. Cô thích gì ở nơi ảnh? Em thích nhất là lúc ảnh chụp hình. Em cảm thấy khi ảnh chụp hình lúc đó chuyên nghiệp và rất là quyến rũ. Nhưng không hiểu tại sao, đối với ảnh em không có cảm giác an toàn.
Có lẽ là em thấy anh thường chụp hình cho rất nhiều người con gái. Cô sợ anh không có chung tình? Yên tâm đi, bề ngoài anh ta hình như là bay bướm lang thang, ăn nói rất vô duyên. Nhưng mà thật sự chỉ có cái miệng thôi. Anh suốt ngày không ăn diện, không có giống như những công tử khác ở bên ngoài, cho nên cứ yên tâm. Hơn nữa anh ta rất là chịu chơi, nặng tình cảm. Trừ phi anh không thích, thích rồi cỡ nào cũng giúp cho tới cùng. Anh ta, sau khi chia tay với bạn gái ngày xưa, bao nhiêu năm rồi không có gặp ai hết, cho tới bây giờ mới quen cô. Em thấy chị nói rất đúng. Hình như có vẻ chị rất là hiểu nhiều về ảnh. Thấy chị giống bạn gái của ảnh nhiều hơn. Ôi, cô đừng hiểu lầm. Chúng tôi không bao giờ, không bao giờ có. Chị làm gì mà cẩn trương như vậy? Ồ, là chị thầm yêu ảnh. No, đừng có nói bậy. À, thôi đi. Kể như hôm nay tôi không có nói gì với cô. Thế nào hả? Chúng ta chấm dứt, chia tay. Đừng. Là lỗi của anh. Anh đã quên kỷ niệm một tháng chúng ta gặp nhau. Đâu đến nỗi phải chia tay. Em không những là giận anh cái chuyện này thôi. Vậy thì còn chuyện gì? Ngoài em ra, còn có người khác nào thương anh và thầm yêu anh hay không? Người ta tốt với anh lắm, anh không biết à? Anh đây mà có người thương. Mẫn à, chuyện là vậy. Tôi biết cô là một người con gái ngoan, nhưng mà trong lòng của tôi, Kha Kha mới là người tốt nhất. Giữa tôi và cô thật sự không có chuyện gì hết. Không có gì. Tôi rất là vui mừng khi có người bạn giống như cô. Tình bạn vĩnh viễn, vĩnh viễn. Anh bị sốt hả? Đi gặp bác sĩ đi. Nói điên khùng. Dạ. Ý của anh Kim muốn nói là chị đừng có thầm yêu anh ta nữa. Ảnh chỉ có tốt với mình tôi thôi. Cô và ảnh cặp bồ với nhau. Không phải là... Em đã nói với chị rồi, bạn trai của em chụp hình rất là chuyên nghiệp. À đúng, anh Sơn Mờ của chúng tôi chụp hình cũng chuyên nghiệp và rất là quyến rũ, có phải không anh Sơn Mờ? Không biết là cô nói cái gì, tôi muốn loạn lên luôn rồi. Hơi giờ thiệt là nhức đầu, tôi đi trước. Lầm lẫn xinh đẹp, đừng có giận nữa. Có đẹp hay không thì tùy anh Sơn Mờ chúng ta có biết điều không nữa. Hả? Ăn thua gì tới tôi? Không liên quan tới anh à. Lần này anh là nam gia chánh. Lần này chết anh thì ra chị Mẫn thương anh lắm. Hey, khoan. Mọi người bây giờ chỉ là suy đoán, chưa phải là thật. Ngoài ra, khi về đến công ty nhớ được cái bậy, mọi người sượng sùng thì coi kỳ lắm, có đúng không? Phải. Em cũng sượng sùng giùm cho anh. Bà chủ à, áo cưới nhiều tới nỗi treo không hết. Phòng trưng bày chỉ có bấy nhiêu, lấy mấy cái áo cưới cũ bỏ vô thùng, đem ra bán xèo làm lợi cho khách. Hả? Áo cưới của mình so với những tiệm khác mới hơn nhiều, chỉ mặc có 3-4 lần thiệt lãng phí. Ôi, cũng hết cách. Thật sự rất đau lòng. Nhưng mà đau lòng nhất không phải là cái đó. Gần đây mối làm ăn của chúng ta nhiều tới nỗi lo không xuể. Phải đẩy khách ra khỏi cửa từng người một. Giống như là mang từng sắp tiền cho người ta. Đúng là tạo nghiệp. Nè, bà chủ, bà có biết tiệm áo cưới cuối đường họ không có làm nữa không? Tôi vừa nghe nhân viên địa ốc nói, ông chủ của tiệm đó định di dân, cho nên muốn kiếm người để sang tiệm. Vậy à? Bà có muốn sang lại hay không? Mở chi nhánh. Bà mở chi nhánh cũng được, đổi tên tiệm cũng được. Ok, giống như là mấy ông chủ của đường bán về thể thao, đầu đường cuối đường đều có một ông chủ. Vào trong đường đó rồi thì đi đâu cũng vô túi của ổng. Đúng hà. Tóm lại người ta đã trang trí, đỡ tốn một số tiền lớn. Chúng ta đã có hàng, chỉ thiếu nhân viên thôi. Đúng. Đáng suy nghĩ. PB. Hả? Thì không có gì chứ, làm sao rồi? Có chuyện gì hay không? Sao vô bất ngờ vậy? Ăn thua gì tới tôi? Nếu như không có gì làm, tôi ra ngoài coi tiệm. Thế nào Summer, kiếm tôi cái chuyện? Không, lúc nữa phải chụp hình cho Rita, muốn coi qua áo cưới. Dì Phương, lấy cho anh coi. Cô Mẫn làm gì? Nhìn thấy cậu như mất hồn mất vía, giống như bị cậu làm mê mệt. Tôi để ý đến cô, cũng không có để ý đến cổ. Hãy
Alo. Lại mấy cái điện thoại quảng cáo chích bẩm. Kiếm đồ ăn. Vào phòng trà nước, không phải uống nước thì là ăn chứ gì. Còn anh? Tôi tới ăn mì ly. Sorry, cô trước. Mẫn à. Cô thích ăn mì ly hay không? Cái gì? Có nhiều người cảm thấy nấu mì ly rất là đơn giản, nhưng thực tế làm sao nấu cho cọng mì chín tự nhiên thì là rất khó. Hơn nữa, thời gian nấu mì rất là quan trọng. Nhanh quá không chín tới, lâu quá lại mềm nhừ. Cho nên thời gian là quan trọng. Có người cứ cảm thấy nấu sao cũng được. Nhưng mà tôi thì khác. Nếu thời gian không có đúng thì tôi thà không ăn. Bởi vì có ăn cũng rất là miễn cưỡng. Cô có đồng ý cách nói của tôi hay không? Tôi thì không biết anh muốn nói cái gì. Anh muốn ăn mì ly cứng hay là ăn nhừ? Cái đó tôi không có hứng thú, không có liên quan tới tôi. Tôi không thích ăn mì ly. Mẫn. Chuyện gì? Ly mì này là của tôi. Nè Mẫn. Cô Mẫn hình như là có chuyện gì. Thì thế nào, giải quyết xong rồi? Giải cái độc của mày. Đừng có làm như vậy. Thật ra cô làm ở Only You đã quá lâu. Anh hãy tạm thời chấp nhận cũ. Nhưng tôi không phải là em. Chuyện là thế này. Nếu một người mới giải phẫu cắt ruột dư, cô ta lại lập tức muốn giải phẫu nữa. Nếu như không cần thiết, anh cũng muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới giải. Có phải vậy không? Anh à. Căn tiệm ở phía trước họ chỉ làm tới cuối tháng thôi, sẽ không có làm nữa, treo bảng để sang cho người ta. Vậy sao? Căn nè. Nè, là căn này, nè, mới vừa qua. Nè, đằng sau, anh coi, thế nào? Vậy thì tốt quá, bước đi một đối thủ cạnh tranh. Chỉ sợ là người cùng nghề sang lại, rồi giật mối của chúng ta. Có cái gì mà sợ, làm ăn thì mình nay nấy làm. Cũng không thể nói như vậy. Anh cũng biết, trước đây ông chủ tiệm làm ăn không được khá, mới dẹp tiệm. Lỡ như bị đại tài đoàn để ý chỗ tốt rồi sang tiệm, chúng ta chắc chắn có ảnh hưởng tới. Nè, em có ý kiến này, còn gấu mập. Anh cũng có ý kiến. Cái gì? Đã tới rồi, vô trong rồi tính. Nè, em có ý nghĩ này, nếu sợ bị người ta giành mối, chi bằng hãy tích cực một chút, cầu tiến một chút. Alo, ai đó? Không cần, không cần, cảm ơn. Qua wow, đại chiếc đại lợi, mới sáng sớm đã hỏi mượn tiền. Nói gì vậy? Em nói, nếu mà chúng ta... Chị trễ. Ba, dì Phi. Sao về sớm vậy? Con phải tới ráp cái này. À, có tin mừng báo cho biết. Bắt đầu hôm nay, Only You thăng cấp. Thăng cấp gì? Phải. Trong ngày triển lãm computer đầu tiên, con đã mua cho công ty Door 7 mới ra năm nay đó. Gắn vô computer rồi, chờ mọi người về các bang. Ba, thử computer ba đi. Dở nhiều trò. Cái nút này. Không có gì hết vậy? Trục trặc. Chết rồi. Computer bên ngoài bỗng dưng bị ngưng hết. Sao kỳ vậy? Thôi chết. Không lẽ là bị trúng độc? Bản chánh mà, làm sao có virus được? Con hiểu rồi. Tại computer cũ không có hợp với Door 7. Đã biết computer ở trong công ty cũ còn gắn làm gì? Miễn cưỡng install đương nhiên là trở ngại. Con biết là cũ, đâu có ngờ là cũ dữ vậy. Trước khi làm việc không có coi kỹ hay sao? Làm việc hấp tấp vậy đâu có được. Đi đi. Nè, anh à, đừng có la nó. Chứ chảy làm được, để nó giải quyết. Con nhất định làm được, sở trường của con. Sửa computer cũng là sở trường, đánh dấu cũng là sở trường, chụp hình cũng là sở trường, đa môi thể cũng là sở trường. Có cái nào là không có đâu, chỉ biết làm tài khôn thôi. Nói cho con biết, nếu mà làm không được, ba không trả tiền lại. Computer này của ba, chuyên gia cũng sửa không được, ăn thua gì tới con. Sao lại không ăn thua? Đừng có phá thì đâu có chuyện. Làm việc đàng hoàng một chút có được hay không? Đừng có cà rỡn nữa. Con đâu có giỡn. Con muốn nâng cấp cho công ty, con đã làm hết mình. Con đã cống hiến cho công ty rất lớn, tại ba không biết thôi. Ba không biết là con có cống hiến gì. Khi mà vui thì muốn về thì về, không muốn về thì thôi. Cả ngày không thấy bóng dáng gì hết. Hay mà đụng vô cái gì thì hư cái đó. Thầy, ba đừng có giận quá. Điểm xuất phát của chị chạy rất tốt ha. Nếu mà không biết thì tự lượng sức mình đi. Thôi được rồi, ba nói hoài không mỏi miệng hay sao? Con nghe mệt lỗ tai rồi. Nha,
Làm gì vậy? Nói mấy câu là bỏ đi. Đã xong chưa? Xong hết rồi. Xóa bỏ là kể như xong. Con đi đây. Công giờ làm gì mà đi đâu vậy? Nó đã làm xong rồi. Tại sao mới sáng sớm nó chửi nó? Anh cũng thiệt kỳ cục. Đừng có ép buộc giới trẻ quá, không có tốt. Nó không muốn làm, giữ nó lại công ty cũng vô dụng. Anh hãy tìm cách khác để giúp nó. Làm sao tìm? Vừa về tới là chọc giận. Muốn uống miếng nước cũng không có nữa. Đừng có giận ba cái chuyện nhỏ nữa. Chúng ta hãy bàn đại sự. Đại sự gì? Anh hãy ngồi xuống đây trước. Ngồi đi. Đó. Hồi nãy ở trên xe, em không phải đã có nói với anh rồi hay sao? Tiệm gần đây họ muốn kiếm người để sang tiệm. Mình sang để mở thêm chi nhánh. Ôi, có phải lúc nãy tao chạy chọc tức anh, bây giờ nói chơi để cho anh vui lại hay không? Em nói thiệt đó. Áo cưới của chúng ta nhiều tới nỗi không có chỗ để phải bỏ vào trong kho. Vừa tốn tiền lại phiền phức. Em không muốn bán rẻ cho người ta. Uổng ghê lắm, biết chưa? Nếu mà như vậy, bây giờ chúng ta làm ăn khá, hầu như là làm không kịp. Dù sao cũng có một căn tiệm có sẵn, cả tiền trang trí cũng tiết kiệm. Sao mình không sang để làm? Dạ, thứ nhất, không sợ bị người trong nghề sang rồi giành mối với chúng ta. Thứ hai, cũng có thể tăng thêm nguồn khách, làm giống như là đường dây thể thao. Không cần phải nói. Thứ nhất là anh không có tiền. Thứ hai thì không có người. Thứ ba thì em đây không có trí nhớ. Bộ em quên là chồng của em không có cái đầu to, cho nên không thể đội được cái nón to như vậy. Nè, nè, anh à, không phải. Anh à, không có phải. Anh nghe em nói nè. Anh mới chửi chạy chạy xong, bây giờ muốn tán cho anh sưng mặt à? Em không có giống chạy chạy. Em làm việc biết tính toán. Em đương nhiên phải tính trước, thấy được rồi mới nói với anh. Em giỏi thiết kế thời trang, giỏi thiết kế áo cưới mà. Làm ăn không có đơn giản giống như là em phức nghĩ đâu. Phức tạp tới cỡ nào anh nói coi. Nói tóm lại em không có tán thành. Nhưng mà thôi, tại sao anh lại... rồi, đừng có gây trong tiệm nữa, không có tốt. Em đừng có muốn gây. Em nói gì cũng không hiểu, thì là đàn gãy tay trâu. Ê, nè, ê, không biết tại sao anh càng ngày càng đại nam nhân. Anh có nghe tôi nói không? Nè từ từ. Chị đã có nghe tất cả. Em Tề nói như vậy không phải là không có lý. Làm ăn phải từng bước một mới được. Không có thể hùng tâm tráng trí quá. Bỗng dưng phát triển một cách quá nhanh. Nếu có chuyện gì quay lại không được. Nè chị hai, cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Em nghe lời khuyên của chị có được hay không? Em có nghe. Có lý em đương nhiên là nghe. Nhưng không có nghĩa là các người đông người nói có lý thì lúc nào cũng đúng hết. Còn nói là tôi không sáng mắt. Lần trước, anh nói là cô Quyên gạt anh Trạch. Kết quả thì sao? Người ta không biết ăn gái tới cỡ nào. Cặp mắt của ai đúng? Đương nhiên là em. Ai nói là em không biết làm ăn? Các người rõ ràng quá bảo thủ. Ờ, Phi Phi à, Phi Phi. Chị hãy mặc kệ vợ của em, bà rất là cố chấp. Phi Phi. Mẫn à, anh vừa muốn đi beer party, có muốn đi không? Không đi, tôi đã có hẹn rồi, có tiết mục. Mù rồi sao? Để cho đàn ông gạt. Quá ra lỡ chỗ này. Có chuyện hay không? Lại bị hư nè. Cực khổ quá làm gì? Làm thêm để làm chi? Một người đàn bà làm cực quá để làm gì? Đàn ông tồi đâu có biết quý mình. Được, tắt máy, nghỉ việc. Ở chỗ này có thể học ballroom dancing và nhảy xã giao. Mời vào đây. Hai người ngồi chờ chút, giáo sư tới sẽ bắt đầu. Cảm ơn. Cảm ơn. Không ngờ cô cũng thích nhảy. Không hề có chuyện thích hay không, tình cờ đi ngang thôi. Ờ đúng, không phải chỉ làm thêm. Gã tội đó không có chịu nghe lời của tôi nói, sao phải làm thêm cho ổng. Tôi đã quyết định sẽ làm việc theo nguyên tắc. Nếu có thời gian thì sẽ đi kiếm những chuyện để mình thoải mái một chút, sao phải bán mạng cho ổng. Thì cũng đúng, có làm gì đi nữa chưa chắc người ta đã chấp nhận, chỉ bằng cứ làm việc mình thích. Ừ.
lớp học này hình như có nhiều người già. Phải đó. Coi bộ là không hợp với những người đàn bà trẻ tuổi như chúng ta mấy. Tôi cảm thấy là chúng ta đã đi lộn chỗ rồi. Bà Lý, cái ông kia nhảy hay quá, có phải là giáo sư hay không? Không phải, anh là học viên ở đây tên là Herbert. Học viên mà nhảy giỏi như vậy. Anh nhảy hay lắm. Cảm ơn. Mọi người nóng mình hay chưa? Bây giờ dạy cha, xin mời qua đây. Giáo sư đã tới rồi, giới thiệu cho các người. Dạ được. Nè, có cần hay không? Hey, không cần, cảm ơn. Sao, có phải là vui lắm hay không? Rất vui. Nhảy xong đổ mồ hôi, thiệt là thoải mái. Tôi cứ tưởng nhảy xã giao rất là dễ, thật sự không có đơn giản. Phải. Nhưng mà hay lắm. Nếu thích chơi, cứ việc tiếp tục học, chỗ này rất là đàng hoàng. Học viên ai cũng có nghề nghiệp cao thượng, thích hợp với các người lắm. Ừ. Nè, lúc nãy hơi bệt, nhảy là hăng nhiếc. Chắc là anh mày nhảy ghê lắm ha? Phải. Nhưng mà tôi không hiểu, anh nhảy giỏi như vậy sao vẫn còn là sơ cấp hả? Anh rất là thích náo nhiệt là còn dễ chịu, cho nên lớp nào anh cũng không ngại. Chỉ cần thời gian thích hợp, có chỗ chơi là anh ta vui vẻ. Anh là dân làm ăn ông chủ lớn, tuy nhiên cũng rất là bình dân cho nên cái gì cũng được. Herbert, anh làm về ngành mậu dịch. Anh làm ăn rất là lớn, lui tới Trung Quốc, Hồng Kông, chủ yếu là Đại Lục. Anh lợi hại lắm, khi mà mua bán cổ phiếu lên xuống cả bạc triệu, sắc mặt cũng không có thay đổi. Wow, nếu chị không nói tôi thiệt không biết. Bà Lý, hôm nay không gấp chứ? Có tiết mục gì nhớ chịu phần cho tôi. Muốn mời bạn tối. À, có hai thành viên mới, có muốn đi ăn chung với chúng tôi không? Tối nay tôi sẽ mời tất cả. Lại anh nữa hả? À, nhưng mà không sao, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn, làm vậy chị ngại quá. Phải đó. Không sao, quan trọng là có muốn đi hay không. Nếu như tới lớp học thì tất cả mọi người đều là bạn. Hả? Sau này có thể là partner nữa. Phải tâm sự, trao đổi với nhau mới được. Phải, không cần cách sáo với Herbert. Anh thường mời chúng tôi đi ăn sang trọng lắm. Thật ra tôi muốn kiếm các cô để làm chuột bạch. Thơm lắm phải không? Nấu sốt xong là có thể ăn liền. Được, cảm ơn. Wow, bào ngư. Không biết là mọi người có thích hay không. Bào ngư này tôi mang từ Úc Châu về đây, mang vào Đại Lục, rồi dùng phương pháp chế biến bào ngư khô của Nhật Bản, sau đó nhờ đầu bếp nấu dùm. Nếu ăn mà có cảm giác như bào ngư kiết phẩm của Nhật Bổn, tôi sẽ mang đi quảng cáo, không chừng là cách kinh doanh mới. Kêu chúng tôi làm chuột bạch để ăn thử bào ngư của anh. Wow, làm chuột bạch kiểu này làm mỗi ngày cũng không sao. Ngon lắm. Đúng. Cảm ơn. Thôi mọi người cạn ly. Mình cạn ly đi ha. Herbert, suy nghĩ của anh hay lắm, làm ăn rất là khá. Đừng có khen tôi sớm, ăn trước rồi tính sau. Nếu không ngon, tôi sẽ mời ăn bào ngư kiết phẩm thực sự của Nhật Bổn. Ngon không? Ngon lắm. Đã khuyên như vậy mà còn chưa về. Rõ ràng là muốn giở trò. Mẫn à, tôi đã về tới nhà. Cô về tới chưa? Còn chưa về. Chuyện gì? Hả? Sao giờ học có đi hay không? Đi, tôi muốn đi, trời vui quá. Phải, anh lắc mà một cái, thiệt mắc cười quá chừng luôn. Phải, mắc cười muốn chết. Nè, đã khuya rồi, không nói chuyện nữa. Đêm nay thời tiết trở lạnh, nhớ đắp thêm cái mền ha. Ok. Good night. Thời tiết trở lạnh cái gì? Ai mà đáng cho em quan tâm tới như vậy?
Wow, nghe lén em nói điện thoại, anh thiệt là thất đức. Gì? Nói chuyện điện thoại lớn tiếng chưa có nói em nữa. Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Thì nói điện thoại với người ta làm cho anh thức hả? Xin lỗi. Đã mấy giờ? Khuya vậy còn đi đâu? Tôi đi học khiêu vũ, có được không? Tự nhiên học khiêu vũ làm gì? Còn hơn đối mặt với anh, hỏi này hỏi nọ. Anh làm gì có đâu có hỏi này hỏi nọ. Soi gương đi, sẽ biết khi nào mặt của mình một đống khó coi. Hỏi dài hỏi ngắn. Đừng có đổi đề tài. Anh hỏi em, tại sao tự nhiên lại học khiêu vũ? Tại tôi thích. Hỏi này hỏi nọ. Không phải anh không thích nghe tôi nói chuyện à? Mệt chứ anh quá, hỏi nhiều như vậy. Tôi đi tắm. Đâu có lớp khiêu vũ nào mà dạy cho tới 12 giờ khuya. Hay thiệt. Tự nhiên, làm việc không có quên nhiệm vụ. Chúng tôi còn muốn ba nguyên tố của vũ điệu để vào hôn lễ đặc sắc Tây Phương. Phải, tới lúc đó cặp tân nhân nhảy qua hay là tango chúng tôi đều có thể phối hợp. Thật sự có đặc sắc. Tôi cũng thấy được lắm. Học nhảy có 2 ngày tôi coi như là chuyên gia. Không phải ai ai cũng thích hợp khiêu vũ. Không có quan hệ gì tới hôn lễ. Nếu tôi là khách, tôi không thèm để ý. Ai đang nói chuyện? Có rất nhiều người hú lậu, thích cãi lại. Chỉ biết lo đám ma. Nói tới lò đám cưới thì làm gì mà có kinh nghiệm bằng tôi. Tôi cảm thấy là khách hàng sẽ thích. Làm việc à, được, thôi đi làm việc. Thôi mình làm việc đi. Mẫn nghe. Nè, chưa có cô học nhảy đó. Có phải là nữ nhảy chung với nữ không? Khó nói lắm. Có lúc nam có lúc nữ. Không nhất định. Vậy là nhảy với đàn ông. Lúc nãy hai người nhảy ôm sát với nhau như vậy. Còn đỡ lên đỡ xuống nữa. Không phải dễ dàng bị người ta lợi dụng. Yên tâm đi, người ở đó rất là đàng hoàng. Tôi không phải là lo cho cô, tôi lo vợ của tôi thôi kìa. Cô biết bà ta hồ đồ mà. Có đôi lúc bị người ta sờ mó mà bà còn không có biết nữa. Herbert, tôi đang nghĩ kỹ. Làm ăn ngành áo cưới, sắp có ăn. Tôi đang tập trung, lát nữa nói đi. Nha, không phải. Tôi kiếm được một căn tiệm, rất là tốt. Anh chịu bỏ vốn. Từ từ rồi tính. Nè, cái tiệm đó ở gần tiệm áo cưới của tôi. Nếu anh hứng thú có thể tới coi. Tốt lắm. Mọi người đều nhảy rất khá. Hãy nghỉ ngơi vài phút đi. Chút nữa sẽ dạy các người nhảy rumba. Được. Nghỉ chút xíu đi. Robert. Cơ hội lần này thiệt rất hiếm có. Không lẽ anh không hứng thú? Tôi chưa hề thấy người nào kiên trì giống như cô vậy. Nếu cô có thành ý để tôi suy nghĩ. Cảm ơn anh trước. Nhưng mà Herbert, nếu như anh thiệt muốn giúp bà chủ của tôi, anh phải quyết định cho mau. Vì căn tiệm đó rất nhiều người để ý. Phải. Làm ăn phải coi trước coi sau. Tôi muốn tham quan căn tiệm Only You của các người trước, để coi thực lực tới cỡ nào, rồi mới nghĩ tới hợp tác cách nào. Không sao. Tham quan Only You, tôi sắp xếp thời gian sẽ báo với anh. Ok. Tại vì gần đây tôi có mối làm ăn thuốc bắc với đại lục, phải lui tới thường xuyên. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Chút nữa hết giờ học đưa tôi đi coi được không? Hôm nay tôi không rảnh. Được, được rồi. Một lát nữa tôi sẽ đưa anh Herbert đi. Cô khỏi cần phải đi, ok? Được, được, tôi đi uống miếng nước. Được. Chỗ này là phòng tiếp tân. Chỗ đó là phòng họp. Thường ngày chúng tôi gặp khách ở chỗ đó. Chỗ này rộng rãi. Thiết bị cũng đầy đủ. Có thể nhìn thấy là các người thực sự làm ăn. Không có bê bối giống chỗ khác. Nói thật nha, bỏ tiền bạc vô đầu tư, đâu có ai muốn quăng tiền xuống sông xuống biển. Anh yên tâm, nếu anh làm người hợp tác của tôi nhất định không có để cho anh bị lỗ vốn. Chỉ để cho anh kiếm thêm tiền. Như vậy là tốt nhất. À phải, anh có hứng thú đi coi phòng áo cưới, trị giá tới mấy trăm ngàn đó. Nhiều vậy? Phải, mời bên đây. Khoan. Hả? Tôi muốn đi vệ sinh một chút. Được. Cũng ở bên này. Được. Chỗ này. Cảm ơn.
Không gì. Xin lỗi người này. Ồ, ảnh hả? Ảnh dọn dẹp ở đây. Tôi nghĩ chắc ảnh còn có công việc gì đó vẫn chưa có hoàn tất. Ờ, Herbert, anh đi phòng vệ sinh. Bên này. Cảm ơn. Tôi chờ anh. Qua đây. Nè, giấy tờ gì? Nè, 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 muốn gì? Vô đây. Một lát sau khi ra ngoài, làm ơn trở về phòng chụp hình. Nhớ khóa cửa lại, đừng có ra ngoài. Làm ơn, ha. Ây à, tôi đâu phải là ăn trộm. Tại sao phải lén lút? Ờ, anh Summer, thật ra anh cũng không khác gì là trộm cướp. Anh có biết người bên ngoài là ai hay không? Là một ông chủ bự. Lỡ như ông nhìn thấy thợ chụp hình hạng nhất của chúng ta bề bối tới cỡ này, phải ngu để mới tại phòng chụp hình. Nè anh bạn, tôi làm sao thuyết phục được ảnh vô cổ phần mở chi nhánh? Ồ, có người muốn mở chi nhánh. Được rồi, không cản đường làm giàu của người khác. Tôi nghe lời cô. Ồ, cảm ơn anh, cảm ơn, cảm ơn. Còn tới. Còn nữa, đừng bao giờ nói chuyện này cho chồng tôi biết. Sau khi thành công, tôi tự nhiên sẽ nói cho ảnh nghe. Để tránh chưa được thỏa thuận mà để cho ảnh biết, ảnh sẽ lãi nhãi. Ok. Ok, thank you. Wow, anh đẹp trai quá. Xin lỗi anh Quân, giờ có tôi hoàn tất bộ túc thiết kế cho anh tiệc sớm. Phải. Còn nữa, tôi sẽ trả tiền làm thêm cho anh. Nhưng mà cái áo đó phải hoàn tất vào thứ tư. Làm ơn giúp đỡ giùm. Phải, phải, phải. Cảm ơn nhiều. Bye. Thế nào? PB lại có hành động công nghiệp. Không có chịu làm thêm. Bạn thiết kế chừng nào mới dễ xong. Tức chết đi được. Chơi tôi à. Làm theo nguyên tắc. Rõ ràng là muốn dở trò. Có chuyện mà không chịu đi làm. Đi học tiêu vũ. Còn phải đóng tiền nữa. Mỗi đêm khi mà tan sở thì đi liền. Học khiêu vũ đâu cần phải đi mỗi đêm. Không biết có phải đi bàn cái việc mở chi nhánh hay không. Chi nhánh cái gì? Tôi không đồng ý. Bạn với ai? Nè, có phải là nghe được tin tức gì hay không? Không. Đâu có nghe. Không. Nè, em lén lút như vậy, có phải là anh em hay không nè? Có chuyện không nói. Wow, sao vợ chồng hai người thích xô người ta vào tường để nói chuyện vậy? Bà xô em vào tường lúc nào? Bà nói gì với em? Có phải là thông đồng với bà để gạt anh hay không? Hả? Anh tuyệt giao đó. Đừng có nóng giận. Chuyện nhỏ thôi. Khoan đã, khoan để. Ngồi xuống. Chuyện nhỏ không có nói cho anh biết. Vậy là có liên quan tới đàn ông phải không? Nói đi. Nè, chính anh tự mình đoán được. Đêm qua cô dẫn một người đàn ông đến tham quan. Còn nói là ông chủ bự gì nữa. Bàn bạc về cái chuyện đầu tư mở chi nhánh. Vậy là bà mỗi đêm không phải là đi học kiêu vũ mà đi lấy trai. Anh em vậy tốt quá ha. Đừng có vừa nghe hơi đàn ông là nổi điên. Có muốn lấy trai đi nữa, ngu hay sao đem về công ty? Tôi nghĩ họ không có chuyện gì đâu. Không có sao không nói cho tôi nghe? Không có. Chỉ sợ anh lại nhảy hoài thì không hay. Hãy nghe tôi khuyên, tạm thời đừng có làm gì hết. Coi kỹ rồi mới nói. Cái chuyện mở chi nhánh lớn như vậy, nếu như đã chắc chắn, cô ta nhất định phải nói cho anh nghe rồi. Không đúng sao? Mỗi người một hộp. Cảm ơn nha. Đông trùng quả báo thiệt tốt quá. Tốt lắm. Cảm ơn. Hai cũng có phần. Đông trùng thảo. Anh chơi quá sàn. Mắc kìa lắm. Giá sĩ không mắc lắm đâu. Cái này của bạn tôi tặng. Tôi độc thân không có biết nấu, cho nên tặng mỗi người một hộp. Lấy thảo vậy mà. Cảm ơn. Tặng cho anh thử à. Bồ bạn của anh mở tiệm xong nhưng mà. Không. Nuôi cấy đông trùng hạ thảo ở Tây Tạng á. Còn tính khai phá thêm một vùng đồi núi để mà trồng thêm. Đồi núi ở đó rẻ lắm nha. Nếu tính theo giá vốn, mấy cái đông trùng hạ thảo này chưa tới 1.000 một lượng. Nếu như đầu tư không tới nửa năm sẽ có lời. Lúc đầu nó nói với tôi không có để ý. Nhưng mà nghĩ lại thấy dễ kiếm quá đi. Bạn của anh kêu anh đầu tư nhiều lắm hả? Không phải. Dùng đồi núi đó khoảng 5 triệu thôi. Chia ra 100 cổ phần. Kêu người đầu tư khoảng 50.000 một phần. Ông ta để dành cho tôi phân nửa cổ phần. Hay da, chuyện này rất là dễ làm. Hờ bờ, có thể để dành cho tôi với. Chắc không được. Tôi với ông ta bạn thân mấy chục năm với nhau, chỉ giúp tôi thôi. Thêm các người chắc ông ta không chịu đâu. Có gì tôi hỏi bạn tôi trước. Quý vị, mình vào lớp. Tất cả hãy làm nóng người trước. Cảm ơn. Xin lỗi Phoebe. Chuyện mở chi nhánh tôi đã nghĩ kỹ. Tôi muốn đầu tư vô đông trùng hạ thảo này. Còn chuyện áo cưới từ từ tính sao đi. Không phải,
Tôi muốn nói, nếu mà dễ kiếm như vậy, tôi dùng một phần. Đông người như vậy, sợ ông ta không chịu. Anh để thử hỏi giùm tôi. Đúng ra thì chúng ta đã muốn hợp tác. Làm ăn ngành áo cưới không xong không có sao. Chúng ta kiếm tiền ở Đông Trùng Thảo, kiếm được mở chi nhánh thì cũng vậy thôi. Khó xử lắm, từ từ rồi tính đi. Nè, tiệm áo cưới của tôi trước nay rất kiếm được tiền. Tôi cũng chịu phần của anh. Anh có mối tốt, sao lại không chịu cho tôi? Thôi được rồi, cùng lắm thì tôi mang phần đầu tư của tôi chia một chút cho cô. Được, cảm ơn anh, quyết định vậy. Như vậy mà cũng kiếm được gấp mấy lần. Sướng hơn là mở chi nhánh nhiều. Thiệt quá may mắn. Wow, là chơi game. Ba làm gì kỳ vậy? Vô phòng sao không gõ cửa? Phát lương cho con. Ba. Chết hả? Tháng này đi làm có mấy ngày thôi, trả vậy là nhiều lắm rồi. Không phải, con muốn ba từ nay đừng có lải nhải với con nữa. Nhìn kìa, râu tóc của ba đã bạc hết rồi. Con thấy ba đã già đi nhiều lắm rồi đó. Bây giờ mới nhìn thấy, râu tóc của ba bạc từ lâu, con mắt cũng đã già quá rồi. Ba đâu có còn trẻ nữa. Số tiền này, ba đã dùng đầu óc để mà kiếm về đó. Con đừng có tưởng là kiếm tiền dễ lắm. Cho tiền con để con đi Úc Châu ăn học thì là phung phí. Thôi đủ rồi mà, kiếm cớ lải nhải với con nữa rồi. Coi chừng thêm mấy cọng tóc bạc nữa bây giờ. Ba lớn tuổi thì đương nhiên phải nói hơi nhiều. Khi ba ở độ tuổi của con đó thì làm tới mấy công việc. Nè, không lẽ con muốn ba nằm ở trong quan tài rồi phải còn lo cho con hay sao? Lần trước chuyện của Mickey con đã học được bài học rồi. Con cũng nghĩ tới tương lai của mình, nhưng mà tạm thời chưa có nghĩ ra. Cho nên ba sắp xếp cho con làm ở Only You. Làm như vậy còn tệ hơn nữa. Toàn là mấy chuyện con không thích làm. Con làm không có tinh thần. Bắt đầu từ ngày mai, con không cần tới Only You. Ba cho con thời gian một tháng để suy nghĩ coi mình muốn làm gì. Một tháng sau, trả lời cho ba biết. Đi học cũng được, đi làm cũng được. Chỉ cần có mục đích, ba nhất định ủng hộ cho con. Ba nói thiệt như vậy hả? Nhớ nha. Phi Phi, chị tìm được hộp Đông Trùng Thảo này ở tủ nhà bếp. Có phải là của em mua hay không? Không phải, trước đây có người tặng cho em. Em đem về mà quên nói với chị. Wow, bạn của em mà tặng quà sang như vậy à? Ôi, người ta có tiền, không ăn thua cái gì hết. À, đúng rồi, chị hai. Rảnh chị tìm cho mọi người ăn, đừng có bỏ uổng, lãng phí lắm. Ờ, được. Người bạn gì của em mà tặng quà hầu hỉ quá vậy? Người ta có ý đồ gì? Anh cứ mặc kệ tôi. Tóm lại, người đó là đàn ông. Tôi còn có người tặng quà. Người ta tặng đồ thì lấy liền. Bộ em quên em là đàn bà đã có chồng sao? Ồ, vậy à? Ôi, tôi chết. Tôi quên mất, tôi bị lãng trí. Còn rất là khờ khạo nữa. Có phải là muốn gây lộn không? À, sao em ăn nói gì kỳ khôi vậy? Nó đã nói là tìm để ăn chung mà em cũng có phần, sao lại đa nghi? Chị tìm xong, đừng có kêu em uống, để tránh uống vô mệt người. Thiệt hay giỡn đây, giỡn trò gì đây không biết nữa. Chuyện gì? Chuyện gì hả chị hai? À, chị định mang Đông Trùng Thảo ra để tìm, nhưng mà coi kỹ lại hình như là đồ giả. Đồ giả? Có thiệt không? Chị nghe người ta nói đây là địa tầm. Đông Trùng Thảo thiệt á, thì màu nó hơi đậm, màu vàng nâu. Ngoài ra trên mình cần phải có 20 hay 30 văn ngang. Cái này văn ngang thì ít mà màu lại quá nhạt. Hơn nữa màu vàng thì ám đạm. Ờ, còn không có cái cuốn, cũng không có chân trùng. Chắc chắn là đồ giả. Trời đất ơi, đúng ha. Lúc nào anh cũng vậy, em đừng có tham của rẻ. Người ta cho chút xíu mùi ngọt thôi em đã say đắm. Thế là đàn bà vô tri, để coi chừng nào bị gạt. Ê, thôi đi em à. Cũng may cái hộp này là của người ta tặng cho. Giả thì giả, cứ mặc kệ nó. Để tôi đi mua đồ thiệt cho hai đứa ăn. Không được, em không thể nào bỏ qua. Ờ, chị hai, em ra ngoài một lát. Tối nay không về nhà ăn cơm, khỏi chịu phần của em. Hả? Sao Phi Phi nó khẩn trương vậy? Không lẽ cái hộp này nó bỏ tiền ra mua? Alo, dạ phải bà Lý hả? Dạ đúng, tôi là Phoebe. Ờ không, tôi muốn hỏi bà, qua thử bà có biết Herbert ở tại chung cư phục vụ nào? Ờ, gần khách sạn Hảo Duyệt ở Tim Đông. Ờ, tôi biết ở chỗ nào. Cảm ơn nhiều.
Summer, có phải là anh em hay không? Hãy lập tức tới dưới lầu khách sạn Hảo Duyệt ở tìm đông đợi tôi. Đừng có hỏi nhiều. Lúc nãy tôi đi theo bà ta. Bà đi vô ở trong này nè. Anh đợi em tới để cùng nhau đi bắt gian. Tôi nghĩ Phoebe không phải vậy đâu. Anh đừng có suy nghĩ dớ dẫn nữa. Bà làm như vậy tôi tha cho bà hay sao? Bàn công chuyện thôi, tới nhà hàng Tửu Lầu nói cũng được. Nhất định phải vô đây à? Anh phải bình tĩnh một chút, coi kỹ rồi mới tính. Thì đương nhiên phải chứng thực để tránh suy nghĩ dớ dẫn. À, xin lỗi Kiếm Ai. Em, thế nào, không sao chứ? Anh ạ, đừng có tha cho hắn. Hắn đã gạt em 300 ngàn. Khoan, nè, tôi không có bỏ chạy. Nghe tôi giải thích đã. Nói cho tôi biết, ngoài tiền ra còn gạt cái gì nữa? Không có gạt cái gì khác của em. Ông chỉ gạt em làm ăn với ổng. Gạt em hết 300 ngàn. Hắn là đồ lường gạt. Mày to gan thiệt. Tiền của vợ tao mà cũng dám gạt. Không trả lại tao phân thi của mày. Đừng có nóng nảy, nghe tôi giải thích cái đã. Bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói. Nói cho mày biết, tao không phải là gian hiếp đâu. Tao mà nổi giận lên, không phải là chuyện dưỡng chơi. Trả tiền. Đâu tôi? Mày giải thích cho rõ. Không được. Hãy nghe không tôi giải thích. Được, bỏ đi. Tôi cũng bị gạt mà. Tôi bị gạt. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.